Ngoại trưởng Nga lên án Tây Phương làm cho Ukraine diễn ra cảnh huynh đệ tương tàn. Tin từ Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án Tây Phương đã đẩy Ukraine đi tới cảnh huynh đệ tương tàn và kêu gọi chính phủ Kiev chấm dứt cuộc hành quân gọi là cuộc hành quân chống khủng bố. Nga thường lên án Hoa Kỳ và Liên Âu đã tạo nên cuộc khủng hoảng Ukraine. Chiến tranh trong các ngày qua ở miền Đông đã làm ít nhất 50 dân quân ly khai tử thương. Trong buổi tiếp tân tại Bộ Ngoại giao có sự tham dự của Thượng phụ Kirill của chính thống giáo Nga, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng đáng lẽ quốc gia Ukraine được dùng làm nơi liên lạc giữa các vùng Âu Á đúng với vị trí tự nhiên của nó, nhưng họ đã dùng quốc gia này để phân chia Đông Tây, đẩy quốc gia Ukraine lâm vào cảnh huynh đệ tương tàn. Cựu Tổng thống Viktor Yanukovych đã bất ngờ quyết định từ chối ký hiệp ước tự do mậu dịch với Liên Âu trong tháng 11 năm ngoái, đưa tới các cuộc biểu tình và Tổng thống Yanukovych bị lật đổ trong tháng 2. Chiến thắng của người biểu tình thân Liên Âu đã đưa tới các cuộc biểu tình chống chính phủ lâm thời ở Kiev ở miền Đông. Vùng Crimea, đa số người Nga đã tổ chức trưng cầu ly khai và gia nhập Liên bang Nga trong tháng 3. Dân quân ly khai hai vùng Donetsk và Luhansk chiếm các tòa nhà chính quyền, tổ chức trưng cầu dân ý ly khai Ukraine trong trung tuần tháng này, đưa tới chiến tranh hiện nay. Ngoại trưởng Lavrov cũng nói rằng tỷ phú bánh kẹo Petro Poroshenko mới chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Ukraine phải nhanh chóng chấm dứt cuộc hành quân ở miền Đông và mọi hình thức bạo động khác.